Hôm nay APKK sẽ hướng dẫn anh em làm thế nào để tự vệ sinh khoang động cơ ô tô tại nhà đúng cách. Anh em có biết rằng chúng ta có thể dùng nước để rửa khoang động cơ, liệu sau khi dùng nước xe có khởi động được không? Vì vậy AP sẽ giải thích quy trình làm sạch động cơ cho anh em. Nếu anh em đang làm việc trên một động cơ và khe hút gió bị lộ ra thì tốt nhất anh em nên che nó lại bằng túi nhựa hoặc vật gì đó tương tự. Máy phát điện cũng là khu vực cần chú ý. Điều đầu tiên anh em cần làm là xịt một lớp chất tẩy dầu nhất nhẹ lên động cơ. Điều này giúp làm sạch dầu nhất và bụi bẩn. Lưu ý rằng khi vệ sinh khoang động cơ, mục tiêu của anh em ở bước này là làm cho nó trong sạch sẽ và gọn gàng. Vì vậy, anh em chỉ tập trung vào việc làm sạch bề mặt như các ống nhựa và cao su màu đen mà dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận được. Sau khi chất tẩy nhờn đã ngấm, anh em sẽ sử dụng máy rửa áp lực để rửa sạch bụi bẩn. Lưu ý sử dụng áp lực thấp và giữ khoảng cách ít nhất 1 mét để tránh nước xâm nhập vào các bộ phận điện. Sau đó, anh em sẽ dùng bàn chải để làm sạch các vết bẩn cứng đầu quanh các bộ phận nhựa và cao su. Anh em sẽ rửa sạch toàn bộ và bước cuối cùng là lau khô động cơ bằng khăn sợi nhỏ. Anh em cũng có thể dùng máy thổi lá để làm khô nhanh hơn. Sau khi hoàn tất, tôi sẽ để mui xe mở một lúc để khoang động cơ khô hoàn toàn.